Khôi rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn một bộ truyện của tác giả Võ Anh Thơ. Bộ truyện được mang tên Trừng Phạt. Khôi dự định làm bộ truyện này trong vòng 3 tập. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với tập 1. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Gần cuối tháng 11, trong thành phố đột nhiên xuất hiện hai án mạng kỳ lạ. Nạn nhân là nam sinh 13 tuổi, học lớp 7. Một cuộc điều tra bắt đầu diễn ra, nhưng không có chút manh mối gì cả. Cả hai đều là con ngoan trò giỏi, tính tình hiền lành, chẳng hề gây thù oán với bất kỳ ai. Cảnh sát vẫn tiếp tục thẩm vấn những người có mối liên hệ với hai nạn nhân. Hai ngày sau, khi cuộc điều tra đang diễn ra, thì vào đêm nọ, cảnh sát bất ngờ nhận được cú điện thoại kỳ quặc từ một chàng trai, báo rằng có kẻ ra tay giết người ở ngôi nhà hoang quận East. Lúc đổ ập vào ngôi nhà hoang đó, cảnh sát thấy bóng dáng cô gái tóc dài gợn sóng, đứng quay lưng, tay cầm con dao sắc lẻm với từng giọt máu rơi tí tách. Bên dưới là xác một nam sinh, đoán chừng cỡ 13-14 tuổi, trước ngực có nhiều vết đâm. Chiếc áo sơ mi trắng đổi sang màu đỏ thẫm, cảnh tượng khá rùng rợn. Bỏ vũ khí xuống, mau giơ hai tay lên! Sau tiếng hô lớn của cảnh sát, cô gái cũng chính là hung thủ, chậm rãi xoay mặt qua. Tất cả hết sức kinh ngạc vì nhận ra ẩn dưới mái tóc mềm mại kia lại là gương mặt con trai. Những vệt máu bắn tung tóe trên gò má đánh phấn hồng càng khiến hắn toát lên vẻ đẹp quyến rũ đầy mê hoặc. Hắn thật kỳ lạ. Kẻ thủ ác trai giả gái đó đã nhếch mép, dành môi kéo xếch tạo thành nụ cười ngạo nghễ vô cùng đẹp đẽ. Hắn cười như thách thức mấy chục họng súng đang dương về phía mình và đồng thời thể hiện rõ sự thỏa mãn. Đêm ấy trăng sáng vàng vạt, đôi mắt vô hồn của hắn thật sự ám ảnh người khác. Hắn là thủ phạm gây ra hai vụ án mạng trước, nhưng cũng chính hắn gọi cú điện thoại báo cho cảnh sát đến đây. Lưu Quang, một cảnh sát trực thuộc Cục Cảnh sát Hình sự Việt Nam, không kiềm chế được phẫn uất đã đánh thật mạnh vào mặt của Vũ Thanh, tên tội phạm giết ba mẹ người vừa bị bắt. Hắn ngã xuống đất, chiếc ghế sắt đổ rầm. Mấy giây sau, hắn đưa tay quệt vết máu ngay khóe miệng, rồi từ từ ngước mặt lên. Đối diện, bốn người cảnh sát đang kiềm giữ Lưu Quang, không cho anh nhảy bổ vào đánh phạm nhân. Với gương mặt giận dữ, điên cuồng, đôi mắt phun trào ngọn lửa căm phẫn, chàng cảnh sát không ngừng chỉ tay về phía Vũ Thanh và gào to. Thằng khốn nạn! Tại sao mày giết chết em trai tao? Thằng bé oán thù gì với mày? Nó chỉ mới 13 tuổi, mà bây giờ thân xác phải nằm dưới đất lạnh lẽo. Lưu Vinh học giỏi, ngoan ngoãn hiền lành, tương lai phía trước đang rộng mở, vậy mà... Quan sát thái độ giận điên đến nỗi mắt mở trừng trừng, miệng quát sùi bột mép của Lưu Quang, Vũ Thanh không có biểu hiện nào ngoài việc nhoẻn miệng cười, lại là kiểu nhếch mép khinh khỉnh, giống như phỉ nhổ vào mặt đối phương. Lưu Vinh! Vũ Thanh cất tiếng rất khẽ, nhưng nghe rõ ràng. Là rác rưởi! Cái nhìn trân trối, Lưu Quang đứng đờ đẫn trong vài phút, rồi rất nhanh, hai hàm răng nghiến ken két, từng dây thần kinh trên gương mặt giật giật. Anh dùng thoát khỏi sự kiềm chặt của đồng nghiệp, lao đến dán thêm cú nữa vào mặt Vũ Thanh. Mặc dù bên má phải ê buốt đến tận chân răng, nhưng hắn cứ cười. Và lần này, hắn cười thật to, như thể rất hả hê. Ngay tức thì, Lưu Quang túm lấy cổ áo Vũ Thanh, giật hắn đứng dậy một cách thô bạo, nhìn chằm chằm vào ánh mắt lạnh lùng vô hồn của tên tội phạm. Môi mím chặt, anh nói từng lời đe dọa, hệt muốn tát vào mặt hắn. Khốn kiếp! Tao thề sẽ khiến mày bị tử hình. Còn nếu không á, thì ít nhất mày phải sống trong tù hết phần đời còn lại. Cười lớn, lớn hơn nữa. Cảm tưởng giọng cười của Vũ Thanh vang khắp trại giam. Cứ việc, nhưng tôi thích tử hình hơn. Mày! Lưu Quang giơ nắm đấm, toàn đánh Vũ Thanh lần thứ ba, thì ngay lập tức anh bị đồng nghiệp lôi ra. Để tránh xảy ra cuộc hỗn chiến, những cảnh sát nọ mau chóng đưa Vũ Thanh rời khỏi phòng thẩm vấn. Trước khi đi, hắn còn ném cái nhìn khinh bỉ vào Lưu Quang, thậm
Thậm chí mấy phút tiếp theo, mọi người vẫn nghe giọng hắn cười vang. Mấy ngày sau, phiên tòa sơ thẩm xét xử Vũ Thanh được mở. Có rất nhiều người đến xem, kể cả báo chí, vì họ muốn thấy mặt kẻ đã tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của ba đứa trẻ 13 tuổi, cũng như muốn biết lý do gì khiến hắn ra tay dã man như vậy. Phiên tòa hôm ấy chật kín người, không ngớt những lời xì xầm bàn tán. Âm thanh ồn ào trỗi dậy, khiến thẩm phán chốc chốc phải gõ búa để nhắc nhở tất cả giữ im lặng. Kết thúc hàng loạt câu hỏi, thẩm phán thở ra thật mạnh rồi nhìn về phía Vũ Thanh. Bị cáo không muốn mời luật sư bào chữa. Trước vành móng ngựa, Vũ Thanh với nét mặt lãnh đạm trả lời rành rọt. Không. Vậy là bị cáo hoàn toàn nhận tội cố ý mưu sát ba mạng người. Đừng vòng vo nữa. Vũ Thanh ngắt lời thẩm phán bằng hành động nhoẻn miệng cười. Tôi có tội, tử hình đi. Tại sao bị cáo lại dễ dàng đầu thú? Vì tôi đã giết xong kẻ cần giết. Tôi không bao giờ hối hận về chuyện này. Câu khẳng định đanh thép của Vũ Thanh lập tức tạo nên làn sóng phẫn nộ nơi những người đang dự phiên tòa. Họ la lối, chửi mắng, ném trứng thối vào hắn. Không gian trở nên hỗn loạn, khiến các cảnh sát phải rất vất vả để giữ trật tự. Vũ Thanh lặng thinh, hướng cái nhìn trống rỗng xuống bàn tay bị còng. Hắn nghe dằn dặn trong tiếng nhốn nháo mắng nhiếc kia là giọng than khóc của ai đó. Hắn đoán chắc hẳn là người thân của ba nạn nhân. Khẽ khàng, Vũ Thanh quay mặt lại bên trái và thấy lẫn trong đám đông cuồng nộ, Lưu Quang đang ôm một cặp vợ chồng trung niên khóc thảm thiết. Nhất định đây là cha mẹ của hai anh em họ Lưu. Biết anh chàng cảnh sát cũng nhìn mình, Vũ Thanh càng nở nụ cười thỏa mãn. Hắn cứ như kẻ điên loạn, ham thích trò cuồng sát của bản thân. Vũ Thanh, 19 tuổi, sinh viên trường đại học luật. Lưu Quang lầm rầm trong miệng. 19 tuổi, đủ để mày chịu trừng phạt trước pháp luật. Nhẹ nhàng đặt đóa hoa mới nở lên ngôi mộ đá lạnh ngát, Lưu Quang nhìn tấm hình Lưu Vinh trên tấm bia với tâm trạng buồn bã nặng nề. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng đứa em trai ngoan ngoãn hiền lành của mình lại có ngày bị giết một cách tàn nhẫn như thế. Không bất kỳ lý do nào, Lưu Vinh chết chỉ vì sự cuồng sát bệnh hoạn trong người họ Vũ kia. Tuy tòa chưa tuyên án, nhưng em hãy tin là nhất định anh sẽ khiến Vũ Thanh chịu án tử hình. Anh hiểu, dù hắn có chết đi thì em cũng không thể sống lại. Nhưng chí ít anh muốn hắn bị trừng phạt vì lỗi lầm khủng khiếp đó. Những ngón tay mang theo từng đường nét trên ngôi mộ, Lưu Quang thì thầm với Lưu Vinh những lời đầy kiên quyết. Anh hy vọng đây là cách duy nhất xóa đi phần nào nỗi oan khuất cho em trai. Nó chỉ mới 13 tuổi và không đáng bị như thế. Vừa rời khỏi nghĩa trang, Lưu Quang bất chợt gặp Lộc, đồng nghiệp cùng tổ điều tra, bước vội vã đến gần, bảo: Tôi đã tìm hiểu vài thông tin về Vũ Thanh. Tên này không có bố mẹ, từng sống ở diện mồ côi mái ấm cách đây vài cây số. Anh đến đó ngay bây giờ chứ? Tôi muốn điều tra về lai lịch của hắn. Lưu Quang vừa đáp vừa xoay gót. Diện mồ côi mái ấm là ngôi nhà khá khang trang, gồm nhiều dãy nhà nối tiếp nhau, xung quanh được bao bọc bởi một khu vườn xanh mát. Ánh nắng trải vàng ươm lên những cành cây mới nở, khiến không gian nơi đây thật yên bình và tĩnh lặng. Lúc mới bước chân vào khoảng sân trống trải, Lưu Quang và Lộc bắt gặp cảnh vài đứa trẻ trong diện đang nô đùa. Trong nụ cười rạng rỡ của chúng, người ta có thể hiểu chúng rất hạnh phúc khi được nuôi dưỡng ở đây. Quản lý diện mồ côi mái ấm là một người phụ nữ trung niên phúc hậu. Đón lấy tách trà từ tay bà, Lưu Quang mỉm cười cảm ơn. Người phụ nữ chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hai chàng cảnh sát, cầm bức ảnh có hình cậu thanh niên lên xem, rồi từ tốn nói: Đúng là Vũ Thanh sống ở diện mồ côi này. Thằng bé có tính tình khác lạ, trầm lặng, ít tiếp xúc với người khác. Nó hầu như không có bạn. Tội nghiệp. Nghe hai từ tội nghiệp ấy, Lưu Quang tự dưng ngừng uống, giả vờ ho vài cái hệt kiểu bị sặc nước. Bên cạnh,
Lộc biết nên giấu tiếng thở dài, xong hỏi tiếp. Vậy Vũ Thanh có biểu hiện gì bất ổn về tâm lý không? Chẳng hạn cậu ta bị tâm thần. Tâm thần? Người phụ nữ nhíu mày, đang cố hiểu hai từ kỳ quặc đó. Ý anh là nói Vũ Thanh... Ồ không, tuy thằng bé mang dáng vẻ khác so với những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng tâm lý nó rất bình thường. Làm sao cô khẳng định như thế? Lần này đến lượt Lưu Quang khó hiểu. Mỉm cười, người phụ nữ trung niên ngã người ra sau một chút, như muốn tìm điểm tựa. Ánh mắt xa xăm ấy, cảm tưởng như chứa đựng vô số các ký ức bị vùi lấp. Vì Vũ Thanh ước mơ trở thành luật sư bảo vệ quyền lợi trẻ em. Lưu Quang và Lộc đưa mắt nhìn nhau. Họ biết Vũ Thanh là sinh viên khoa luật, nhưng còn việc kẻ thủ ác đó mơ ước trở thành luật sư bảo vệ quyền lợi trẻ em thì quả nhiên chẳng thể ngờ được. Điều này thật kỳ quặc và mâu thuẫn, hoàn toàn đi trái lại với hành động thảm sát ba nạn nhân 13 tuổi của hắn. Thằng bé đã được cảm hóa bởi một người. Như hiểu câu hỏi tiếp theo của hai chàng cảnh sát, bà đáp luôn. Cô giáo Dương Đan, người có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến Vũ Thanh, người thay đổi cuộc đời đứa trẻ cô độc ấy. Cô giáo Dương Đan? Cô Dương Đan là giáo viên dạy môn văn của Vũ Thanh hồi lớp 7. Mối quan hệ của họ rất thân thiết. Nhờ cô ấy mà thằng bé thoát khỏi vỏ bọc của sự cô độc và tìm thấy ánh sáng mới. Đột nhiên, người phụ nữ ngừng lại, thật kín đáo hướng đôi mắt qua tờ báo buổi sáng nằm ngay bên phải, nơi đang rõ vụ án giết ba mạng người do Vũ Thanh gây ra. Dù cố thở nhẹ, nhưng Lưu Quang vẫn nghe được sự nặng nề chất chứa trong lòng bà. Hẳn cô đã sốc khi biết tin. Lộc chỉ tay lên tờ báo thẳng thớm. Tôi chỉ không thể ngờ thôi. Giữa tháng 11, tôi nhận ra Vũ Thanh có những biểu hiện hơi lạ, rồi nó mất tích. Tiếp đến tôi xem được tin này. Biểu hiện lạ, mất tích. Người phụ nữ gật đầu, con ngươi đảo chậm rãi như đang lục lọi lại trí nhớ. Đúng, khó hiểu là trước đó vài ngày, cô giáo Dương Đan cũng biến mất, đến giờ chưa tìm ra tung tích cô ấy. Hóa ra, vụ này không đơn giản như chúng ta nghĩ. Lộc áp hai bàn tay vào nhau, bởi thay vụ án giết người Vũ Thanh gây ra xuất hiện vài nghi vấn. Bên cạnh, Lưu Quang cũng đồng tình như thế. Nếu Vũ Thanh giết ba đứa trẻ không phải do cuộc sát bệnh hoạn, mà vì lý do nào đấy thì cần phải tìm hiểu kỹ càng. Chắc rằng có liên quan đến cô giáo Dương Đan. Nhưng vì sao Lưu Vinh cũng bị lôi vào cuộc? Đó chính là uẩn khúc. Liệu em trai anh... Cô có thể vui lòng cho tôi địa chỉ nhà của cô giáo Dương Đan. Người phụ nữ đeo kính vào rồi kéo hộc tủ bên dưới ra, cầm lên quyển sổ ghi chép khá cũ, mở từng trang xem lướt qua mấy dòng chữ xong, bà ngước lên lắc đầu. Tôi không lưu địa chỉ của cô Dương Đan, nhưng tôi biết trường cô ấy theo dạy là trường trung học y, các anh đến đó điều tra xem sao. Chú thích: y là tên ẩn danh của một trường trung học cơ sở, không phải là trường y học. Hết chú thích. Đối phương vừa dứt lời thì Lưu Quang ngạc nhiên kêu lên: trường trung học y? À, sao thế? Quay qua nhìn sắc mặt lo lắng của Lộc, Lưu Quang trả lời với vẻ khá bối rối. Lưu Vinh em tôi và hai nam sinh bị giết trước đó đều là học sinh trường y. Lúc đứng lên ra về, Lưu Quang còn nghe người phụ nữ này bảo bản thân bà không tin Vũ Thanh giết người vì bệnh hoạn, hẳn là có nguyên nhân nào đấy. Tất cả những đứa trẻ khác khi đã khôn lớn đều rời khỏi ngôi nhà mái ấm này, nhưng riêng Vũ Thanh vẫn ở lại đây, vừa làm vừa học, vừa đỡ đần thêm tiền bạc giúp cô nhi viện. Sau khi xem qua hai tấm hình của Vũ Thanh và Dương Đan, thầy hiệu trưởng trường y gật đầu liên tục, khẳng định chắc chắn điều sắp nói ra. Dương Đan là giáo viên của trường, còn Vũ Thanh trước đây là học sinh cá biệt. Các thầy cô khác đều biết em ấy và ai cũng sợ tiếp xúc, chỉ duy nhất cô giáo Đan. Thế hiệu trưởng có thể cho tôi gặp cô giáo Đan? Tiếc là bây giờ tôi không rõ cô giáo Đan ở đâu. Khoảng giữa tháng này, cô ấy tự dưng không đến lớp. Tôi có gọi điện và tìm đến nhà, nhưng đều không gặp. Thầy có thể cho chúng tôi địa chỉ cô giáo? Lưu Quang mạo muội đề nghị. Đắn đo nghĩ ngợi trong chốc lát, thầy hiệu trưởng đứng dậy tìm hồ sơ. Rất nhanh vài phút sau, ông đưa cho hai vị cảnh sát lý lịch của Dương Đan,
Lúc dạy Vũ Thanh, cô ấy mới ra trường, kinh nghiệm giảng dạy chưa có nhiều, vậy mà cảm hóa được đứa học sinh đặc biệt đó. Tôi vẫn thường nghe những giáo viên khác bảo rằng mối quan hệ của họ rất khác thường. Khác thường thế nào? Rời mắt khỏi tờ lý lịch, Lộc hỏi. Lưỡng lự mấy giây, thầy hiệu trưởng nở nụ cười hơi gượng gạo, bảo: kiểu như giữa họ không đơn thuần chỉ là tình cảm giữa cô và trò. Ngay tức thì, Lưu Quang lại đảo mắt qua Lộc, dường như ý nghĩ trong hai cái nhìn ấy là một câu đáp án nhanh chóng. Tôi có nghe tin Vũ Thanh giết ba em học sinh trường y, tôi rất bất ngờ. Thầy biết rõ về ba em học sinh ấy? Là Lưu Vinh, Hải, Nghĩa. Cả ba đều ngoan ngoãn và hiền lành. Chẳng rõ vì sao Vũ Thanh lại giết các em ấy. Thầy hiệu trưởng thương tiếc. Mấy năm trước, tôi vẫn nghe cô giáo Đen khoe rằng Vũ Thanh đã thay đổi, còn muốn trở thành luật sư. À, nào ngờ cớ sự lại ra nông nỗi này. Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Kẻ xấu xa, cuối cùng vẫn là kẻ xấu. Lưu Quang cầm tờ lý lịch, buông câu lạnh lùng trước khi quay bước. Hẳn anh nhớ về đứa em trai xấu số. Lung hai chàng cảnh sát toan rời phòng, thì thầy hiệu trưởng chợt gọi lại. À, có điều này, tôi nghĩ là nên nói. Ông ngập ngừng. Vào cái đêm cuối cùng tôi gặp cô giáo Đen, thì khi ấy, tôi thấy Lưu Vinh, Hải và Nghĩa đi bên cạnh cô ấy. Họ rời khỏi trường lúc gần 7 giờ tối. Thật ư? Nhưng tại sao cả ba lại cùng gặp cô giáo Đen? Điều này thì tôi không rõ, nhưng cũng chẳng có gì là khó hiểu, vì cô giáo Đen vốn là giáo viên chủ nhiệm của ba em ấy. Tôi cũng có hỏi các em sau khi cô ấy đột nhiên nghỉ dạy, thì cả ba đều lắc đầu không biết. Sự tiết lộ vô tình của thầy hiệu trưởng khiến Lưu Quang với ánh nhìn bất động, anh hết sức kinh ngạc. Giáo viên chủ nhiệm của Lưu Vinh và hai cậu học sinh kia là cô Dương Đen ư? Điều khó hiểu hơn nữa, tại sao người sau cùng ở bên cạnh cô giáo họ Dương lại là ba đứa trẻ bị giết? Chúng có biết gì về sự mất tích của cô? Có vẻ như vụ việc ngày càng phức tạp khi Lưu Quang lờ mờ đoán ra rằng Vũ Thanh, Dương Đen với cả Lưu Vinh thật sự có mối quan hệ đặc biệt. Nhưng rốt cuộc đó là gì? Uẩn khúc nào đang bị che giấu? Vũ Thanh choàng tỉnh. Một vùng tối đổ ập xuống cái nhìn trống rỗng bần thần. Hắn lại mơ thấy ác mộng lần nữa. Đôi mắt mở to không chớp từ từ dịu lại. Hắn chậm rãi ngồi dậy trên chiếc giường sắt lạnh tanh của phòng giam. Chẳng rõ đây là lần thứ mấy chàng trai này bị những hình ảnh kinh khủng kia ám ảnh. Mệt mỏi, sợ hãi, hắn bất lực để mặc nỗi đau đớn cùng thù hận dày dò dằn vặt bản thân. Co người lại, Vũ Thanh tựa cầm lên hai đầu gối, hướng cái nhìn trống rỗng vô định vào khoảng không tối đen phía trước. Sự tĩnh lặng vắng vẻ của trại giam càng khiến hắn cô độc và buồn bã hơn. Lúc này, Vũ Thanh chỉ nhớ da diết một bóng hình. Nhưng bi kịch ở chỗ, dẫu mong mỏi đến mấy, thì hắn cũng không thể nào gặp được người ấy nữa. Xin hãy cho em sức mạnh. Vũ Thanh lên tiếng thật khẽ, giống như trò chuyện với một người khác đang hiện diện tại đây. Dứt lời, Vũ Thanh vẫn cứ nhìn chằm chằm khoảng tối phía trước mặt, nhịp thở đều đều nghe khô khốc. Nhưng sau đó, hắn tự nhiên nín thở chỉ để chờ đợi. Đôi mắt mở to hơn, đôi tai cũng chăm chú lắng nghe hơn, vì người thanh niên này không muốn bỏ lỡ bất kỳ âm thanh nào dù là nhỏ nhất vang lên ngay bây giờ. Bóng dáng một cô gái dần dần xuất hiện trong phòng giam tối, trong mờ ảo và rất nhẹ. Là linh hồn, không phải ma quỷ. Cô ấy có gương mặt của con người, thậm chí mang cả nỗi buồn thâm thẳm. Xung quanh cơ thể tỏa ra thứ ánh sáng nhạt nhòa, khiến cô như hình ảnh được phản chiếu dưới dòng nước, vô thực ư. Kể từ sau cái ngày khủng khiếp đó, cô luôn xuất hiện trước mắt em theo cách này. Cô muốn nói gì với em đúng không? Cho em biết đi, chúng giấu cô ở đâu? Vũ Thanh nói chuyện với linh hồn đó hệt như kiểu hắn chẳng hề sợ hãi, hoặc chí ít kinh ngạc trước sự việc kỳ quái về sự tồn tại của người đã khuất.
Điều ấy chứng tỏ đây chẳng phải là lần đầu tiên hắn trông thấy linh hồn cô gái. Lạ lùng là lần nào cũng như lần đó, linh hồn mờ ảo kia không đáp lời Vũ Thanh dù chỉ một âm thanh khe khẽ. Cô chỉ đứng lặng lẽ nhìn hắn bằng ánh mắt nửa xa xăm, nửa hàm chứa ẩn ý mơ hồ. Phải chăng chưa đến lúc? Vũ Thanh toan cất giọng lần nữa thì đột ngột cửa phòng giam mở toang, ánh sáng bên ngoài hát vào, linh hồn biến mất hệt như chưa từng tồn tại. Ngồi trên chiếc ghế đối diện chiếc bàn thẩm vấn, Vũ Thanh không biểu lộ bất kỳ biểu hiện nào ngoại trừ việc tỏ ra lãnh đạm, thản nhiên trước ánh mắt dò xét của hai vị cảnh sát đang đi tới đi lui. Lưu Quang và Lộc, hắn tự hỏi, bọn ngớ ngẩn này lại muốn gì ở mình? Nhưng có một điều hắn chắc rằng, dù cô tra hỏi thế nào, thì bên phía cảnh sát cũng sẽ chẳng tìm ra được manh mối gì. Giống dĩ, hắn nổi tiếng là kẻ ương bướng lẫn cứng đầu. Không gian yên lặng bất chợt bị phá vỡ bởi tiếng thở mạnh của Lưu Quang, kèm theo âm thanh kéo ghế, tiếp đến là đống giấy tờ đặt ngay trước mặt Vũ Thanh. Ngồi phịch xuống chỗ đối diện với tên tội phạm, Lưu Quang chậm rãi mở bìa hồ sơ ra. Hành động từ tốn ấy cho thấy anh đã thân thiện với hắn hơn so với ngày đầu tiên. Đây, Lưu Quang chỉ vào bức hình 4x6 dán hơi lệch trong tờ giấy đầy ấp chữ. Cậu quen người này chứ? Vũ Thanh khá ngạc nhiên trước cách xưng hô nhẹ nhàng từ chàng cảnh sát, giống là anh trai của thằng học sinh mình giết bằng việc đâm mấy nhát vào ngực của nó. Nhớ ngày đầu tiên gặp mặt, anh còn đánh hắn và không ngừng lên án hành động giết người dã man ấy. Tôi không biết gì hết. Trong cái kiểu mắt chưa nhìn hình mà đã trả lời hời hợt của Vũ Thanh, Lưu Quang cười nhạt rồi chồm người dậy, đưa tay quàng qua cổ tên tội phạm, kéo mạnh hắn lại gần, trầm giọng. Đừng có chọc giận tôi. Sự kiên nhẫn của một người có giới hạn thôi. Như muốn thử xem giới hạn chịu đựng của Lưu Quang đến đâu, nên Vũ Thanh nở nụ cười khinh khỉnh, cố tình thách thức viên cảnh sát trẻ đó. Và thật đáng tiếc, chiêu khích tướng từ phía Vũ Thanh hoàn toàn thất bại khi Lưu Quang vẫn rất bình tĩnh, cầm tờ giấy kia lên để tấm hình ngay trước ánh mắt bất cần của hắn. Nhìn đi, rồi hãy trả lời. Dù chẳng hề muốn, nhưng với cái cách kề sát tấm hình vào mặt như vậy, thì Vũ Thanh không thể không nhìn. Để rồi, đôi mắt đang lờ đờ như kẻ nghiện kia, bỗng chốc đứng yên, phản chiếu rõ sự kinh ngạc lẫn thất thần. Nhận ra nét biểu cảm khác thường trên gương mặt luôn bất cần của tên tội phạm cứng đầu ấy, Lưu Quang dường như đã có đáp án. Dẫu thế, anh vẫn hỏi. Sao? Quen lắm đúng không? Mau chóng lấy lại vẻ thản nhiên vốn có, Vũ Thanh đưa mắt nhìn Lưu Quang, bảo. Tôi chẳng hề biết người này. Không tức giận, chỉ nhanh chóng bỏ tay ra khỏi cổ Vũ Thanh, Lưu Quang ngồi lại đàng hoàng trên ghế. Cùng lúc, Lộc ở phía sau nãy giờ im lặng mới lên tiếng, giọng khá trầm. Dù cậu có chối cũng vô ích, cậu và người trong hình, cô giáo Dương Đen, giống dĩ có mối quan hệ rất thân thiết. Những ngày qua, chúng tôi đã tìm hiểu về cậu, đến cô nhi viện mái ấm, cả trường y nơi cậu theo học trước đây. Dương Đen cũng là giáo viên ở đó. Tất cả mọi thứ liên quan đến cậu. Lặng thinh, Vũ Thanh bắt đầu cảm giác căn phòng trở nên bức bối đến kỳ lạ. Quan sát người đối diện chốc lát, Lưu Quang lướt cái nhìn trở lại những tờ giấy. Nhờ thầy hiệu trưởng cung cấp thông tin nên chúng tôi tìm đến nhà của cô giáo Dương Đen. Hoàn toàn không có ai, dù quần áo và đồ đạc vẫn còn. Ngoài ra, tôi tình cờ phát hiện những tấm hình cậu và cô ấy chụp chung, trông khá thân mật. Ngoài mối quan hệ cô trò, giữa hai người có tình cảm gì khác sao? Dẫu cố gắng che giấu, nhưng rõ ràng sắc mặt Vũ Thanh tràn đầy lo lắng. Hắn hít thật sâu để có thể làm chủ nhịp thở nhanh dần của mình. Hắn phải đóng kịch. Tôi là kẻ sắp bị tử hình, các vị còn điều tra cuộc sống riêng tư ấy làm gì? Riêng tư ư? Lưu Quang nhíu mày. À, có vẻ như câu hỏi đó hơi khó chịu. Vậy tôi sẽ hỏi câu khác mang tính công khai hơn nhé. Cho tôi biết, cậu, cô giáo Dương Đen và em trai tôi
Lưu Vinh có mối quan hệ như thế nào? Lần này chắc hẳn Lưu Quang sẽ không nhận được câu trả lời thỏa đáng, bởi Vũ Thanh lại tiếp tục im lặng. Với hắn, câu hỏi này còn khó trả lời gấp bội. Nói đi nào, rốt cuộc ba người liên quan gì với nhau? Việc biến mất đột ngột của cô giáo đen có dính đến Lưu Vinh không? Cậu biết lý do cô ấy mất tích chứ? Tôi rất khâm phục sự nỗ lực điều tra của các vị, nhưng tại sao tôi phải trả lời? Một cách bất ngờ, Lưu Quang đứng bật dậy rồi túm lấy cổ áo Vũ Thanh giật mạnh về phía trước. Nhìn sâu vào mắt hắn, anh nhấn mạnh từng chữ như muốn hắn biết tầm quan trọng từ việc trả lời cho những câu hỏi nãy giờ. Đó là vì tao muốn biết lý do mày giết thằng Vinh. Trong lúc Lộc cố gắng kiềm giữ Lưu Quang, thì Vũ Thanh hướng cái nhìn thản nhiên vào gương mặt giận dữ của anh, từ tốn nói. Tốt nhất anh không nên biết. Tại sao? Chân mày giãn ra đột ngột, vị cảnh sát họ Lưu ngạc nhiên hỏi. Tôi bảo rồi, không biết sẽ tốt cho anh hơn. Trong nụ cười kỳ quặc khó hiểu nở trên môi Vũ Thanh, Lưu Quang hoàn toàn mù mờ. Bàn tay thả lỏng, anh hơi ngã người ra phía sau, chân lùi vài bước. Anh không hiểu hàm ý trong câu trả lời ấy. Lẽ nào sự thật đằng sau cái chết của Lưu Vinh là điều gì đó rất đáng sợ? Các vị sẽ chẳng moi được tin tức gì đâu. Tốt nhất hãy đưa tôi về phòng giam. Thấy yêu cầu của Vũ Thanh chí lý, lại cộng thêm việc không muốn Lưu Quang kích động thêm, nên Lộc liền gọi hai cảnh sát đứng trực bên ngoài phòng thẩm vấn vào. Trước lúc Vũ Thanh sắp bị đưa đi, thì Lưu Quang đột ngột cất giọng khẽ khàng. Cậu luôn mơ ước trở thành luật sư bảo vệ quyền lợi trẻ em. Nghe câu nói lạ lùng kia từ vị cảnh sát, trong thoáng chốc, Vũ Thanh đã khựng lại. Một người mang suy nghĩ như vậy, nhất định không thể nào là kẻ cuồng sát giết người một cách bệnh hoạn được. Đặc biệt là những đứa trẻ vô tội, phải có lý do. Thình lình, Lưu Quang hét lên. Lý do đó là gì? Tại sao cậu lại giết Lưu Vinh? Đứng lặng im ngay cửa phòng, Vũ Thanh không đáp. Rất nhanh, hắn cười và rời đi, để lại sau lưng câu hỏi kích động từ chàng cảnh sát đang đau đớn vì mất em trai. Lặng lẽ hướng cái nhìn đầy suy tư ra ngoài cửa sổ vào buổi sớm, Lưu Quang hít thở dài rồi lại nhắm mắt đầy mệt mỏi. Sau cái lần thẩm vấn Vũ Thanh mấy ngày trước, lòng chàng cảnh sát này cứ bức bối không yên. Càng nghĩ về câu nói tốt nhất anh không nên biết từ miệng của hắn, là anh thêm khổ sở vật vã vì không thể nào tìm ra nguyên do cái chết của đứa em xấu số. Lưu Quang đáng chắc rằng mối quan hệ giữa Vũ Thanh, Dương Đan, Lưu Vinh chẳng hề bình thường, và nhất định cái chết của Lưu Vinh với sự mất tích của Dương Đan có liên quan với nhau. Nhưng rốt cuộc là gì chứ? Đồ cứng đầu! Đập tay xuống bàn, Lưu Quang mắng Vũ Thanh chẳng tiếc lời. Đúng lúc chuông điện thoại đổ dài, chậm rãi bắt máy. Lưu Quang chưa kịp nói alo thì bên kia đầu dây tiếng Lộc vang lên vẻ lo lắng. Sáng nay nhà giam báo là Vũ Thanh đột ngột sốt cao, hắn không ngừng gọi tên cô giáo Dương Đan và nói mê sảng mấy lời khó hiểu. Vừa mở cửa buồng giam, người cán bộ quản lý vừa bảo. Sau khi tiêm thuốc hạ sốt, phạm nhân Vũ Thanh đã trở lại bình thường, sau đó anh ta yêu cầu được gặp cảnh sát Lưu Quang. Anh có biết chuyện gì không? Mở ổ khóa xong, người cán bộ nọ quay qua lắc đầu trước câu hỏi từ Lộc. Tôi không rõ, nhưng anh ta bảo chỉ gặp riêng một mình cảnh sát Lưu Quang. Đây, anh vào đi, nếu có việc gì không may xảy ra, hãy gọi lớn, chúng tôi đến ngay. Bước vào bên trong căn phòng kính bưng tối om, Lưu Quang thấy không có gì ngoài cảm giác lạnh lẽo cô độc đến rợn người. Xung quanh chỉ là bốn bức tường xi măng màu xám lạnh tanh. Tội phạm luôn phải sống trong một nơi như thế này. Xin lỗi, dì đã đột ngột yêu cầu anh đến đây. Chất giọng khàn đục của Vũ Thanh bất chợt vang lên trong góc phòng. Dễ như cơn sốt chưa dứt hẳn, dì nghe hắn thở khá nặng nề. Phải cố gắng lắm, Lưu Quang mới nhìn rõ gương mặt Vũ Thanh. Bóng tối hầu như bao trùm mọi thứ, sắc mặt hắn hơi tệ, trắng bệch và không chút sức sống. Tìm tôi có chuyện gì? Lưu Quang dò xét.
Hay cậu đã đổi ý, muốn kể toàn bộ sự thật cho tôi nghe? Chắc là không, dù có chết cậu cũng chả chịu mở miệng. Lặng thinh vài giây, Vũ Thanh nhổm người dậy, ngồi thẳng trên chiếc giường. Nếu tôi kể cho anh nghe hết mọi chuyện, thì anh sẽ giúp tôi một gì chứ? Hiển nhiên, Lưu Quang vô cùng ngạc nhiên trước điều ấy. Anh không ngờ Vũ Thanh đồng ý nói ra sự thật, thứ mà mấy ngày trước, dù có bị đe dọa thế nào, hắn cũng kính bưng miệng. Rất nhanh, chàng cảnh sát hiểu việc Vũ Thanh nhờ cậy mình hẳn là rất quan trọng, nên hắn mới chấp nhận xuống nước như vậy. Đừng lo, tôi không nhờ anh giết người đâu. Vũ Thanh cười nhạt. Chỉ mong anh tìm giúp một người quý giá đối với tôi, cô giáo Dương Đan. Sao, cậu biết cô giáo Đan ở đâu ư? Đối diện, trong dáng vẻ ngạc nhiên từ Lưu Quang, đôi mắt Vũ Thanh trở nên sâu thẳm, giống như câu chuyện sắp được kể là rất dài. Thanh, vào ăn cơm mau. Đó là tiếng gọi quen thuộc của mẹ vào mỗi buổi trưa lúc Vũ Thanh 8 tuổi. Thường thì khi nghe giọng mẹ trở nên gay gắt, thằng bé mới chịu đứng dậy. Không giống những đứa trẻ cùng tuổi, nó có một thói quen giống người lớn, ngồi ở bậc thềm lặng lẽ ngắm nhìn những tán cây xanh dưới ánh nắng đổ lửa của mùa hè. Lầm lũi bước đến bàn ăn, Vũ Thanh thấy mẹ ngồi chờ mình cùng vẻ mặt sắp mất kiên nhẫn. Hẳn bà quá mệt mỏi trước cái kiểu cứ mỗi bữa trưa phải réo tên con ầm ĩ. Nhưng thường không quát mắng nhiều, bà chỉ đợi Vũ Thanh tự kéo ghế, ngồi thật ngay ngắn và hoàn toàn giữ im lặng. Làm gì mà suốt ngày cứ ngồi ở bậc thềm á? Quan sát mẹ gấp thức ăn vào tô cơm, đồng thời lắng nghe tiếng rì rầm khó chịu từ bà, Vũ Thanh không lên tiếng đáp lời. Chốc chốc, thằng bé lại hướng đôi mắt to tròn ra ngoài cửa sổ để tiếp tục nhìn khoảng sân nhỏ với vô số những lỗ trắng lung linh. Trắng. Khi nắng chiều qua cành cây, nơi nào không có bóng lá đổ xuống, thì trên nền đất sẽ xuất hiện các lỗ sáng mà tôi hay gọi đó là khoảng trắng. Tôi thích khoảng trắng vì chúng không có màu, gần như vô hình. Một đứa bé sống khép kín, trầm lặng và thích yên tĩnh. Người lớn nghĩ tôi mắc bệnh tự kỷ. Khó hiểu, người lớn luôn kỳ lạ. Có vật gì đó đặt ngay trước mặt Vũ Thanh khiến thằng bé thoát khỏi thế giới riêng, đảo mắt nhìn trở lại. Tô cơm bốc khói và mấy con tép rang hấp dẫn nằm như chờ đợi. Kế bên còn có chén súp nóng. Nó thấy đói, mau chóng cầm muỗng lên. Vũ Thanh chưa kịp đặt thứ kim loại sáng bóng kia vào tô thì một cú đánh khá nhẹ từ mẹ. Lần nào cũng như lần đó, thằng bé vẫn bị mẹ đánh vào tay trái. Lý do ư? Vì nó cầm muỗng ngược tay. Mẹ đã bảo con đừng cầm muỗng hay giết bằng tay trái. Ngước nhìn mẹ trong chốc lát, Vũ Thanh chậm rãi đổi qua tay phải. Bữa cơm bắt đầu khi thằng bé lóng ngóng với việc cầm muỗng bằng cái tay không thuận. Tôi là đứa trẻ thuận tay trái, nhưng bố mẹ không thích điều này. Họ bảo tôi thật ngược ngạo với người khác. Vì vậy họ bắt tôi phải cầm mọi thứ bằng tay phải để giống bình thường. Tôi không hiểu nổi. Những lúc bắt gặp con làm gì đó, nếu bản thân không thích, bố mẹ sẽ đánh và ra lệnh. Đừng làm nữa. Họ không giải thích lý do, chỉ đơn giản họ không thích, và vì họ không thích nên họ cấm, để mặc đứa trẻ mãi mãi chẳng hiểu vì sao mình bị cấm làm việc ấy. Người lớn thật kỳ quặc. Sau khi dùng xong bữa cơm khá khó khăn, Vũ Thanh toan đứng dậy rời khỏi bàn thì giọng mẹ vang lên nhẹ nhàng. Tập một thời gian, con sẽ quen với việc dùng tay phải. Giờ thì hãy đi ngủ đi, rồi sau đó làm bài tập tiếng Anh, chuẩn bị đến lớp học thêm chiều nay. Mẹ không muốn con làm biếng, nếu làm đúng, con sẽ được thưởng. Khẽ gật gù, Vũ Thanh nhảy xuống chiếc ghế cao mà bản thân phải tự nhón chân mới leo lên được. Đi được vài bước, nó liền quay qua, thấy mẹ mỉm cười trìu mến. Tôi không thích học tiếng Anh, càng không thích những buổi học thêm nặng nề. Bố mẹ bảo, trẻ em bây giờ đều phải biết tiếng Anh sớm, họ bắt tôi làm theo. Không hiểu. Tôi thích cầm muỗng bằng tay trái, nhưng mẹ tôi không vui. Ấy vậy, bà lại mỉm cười hài lòng khi thấy tôi làm việc mình không thích. Mẹ vẫn nói, nếu làm đúng,
con sẽ được thưởng. Nhiều lần tôi tự hỏi, thế nào là làm đúng, thế nào là làm sai? Bố mẹ chẳng dạy tôi gì cả. Về đúng và sai, tôi sống nghe theo như một con vẹt. Đối với tôi, người lớn luôn kỳ quặc, tôi không bao giờ hiểu rõ họ. Đã có lúc tôi nói về những khoảng trắng, và tôi không ngờ sẽ có ngày mình trở thành khoảng trắng ấy. Là khi tôi hiểu rằng mình thật sự vô hình. Năm Vũ Thanh lên 10, bố mẹ ly dị và nó được đưa đến viện mồ côi mái ấm. Thằng bé nhận ra mình bị bỏ rơi. Lạ thay, trong lòng không hề oán trách hay giận bố mẹ, Vũ Thanh chỉ thấy sự cô độc trong bản thân ngày càng lớn. Nó chẳng rõ mình sống vì cái gì, tồn tại vì điều gì giữa cuộc đời này, hay là vô hình như các khoảng trắng trong ký ức, thứ mà người ta còn không biết đến sự hiện diện của chúng. Những đứa trẻ tại viện mồ côi mái ấm phần lớn đều giống Vũ Thanh, bị bố mẹ từ bỏ. Chúng cứ cười đùa hồn nhiên, dù trong lòng luôn tự hỏi lý do vì sao mình được sinh ra để rồi phải ở đây. Từ khi bắt đầu cuộc sống mới, Vũ Thanh không còn bị bắt ép cầm mọi thứ bằng tay phải, cũng không bị buộc đi học thêm hoặc đại loại những điều nó chán ghét. Thằng bé thấy thoải mái, nhưng chẳng rõ từ lúc nào Vũ Thanh khao khát được yêu thương nhiều hơn. Các cô trong viện rất hiền lành và tốt bụng, chăm sóc miếng ăn giấc ngủ cho những đứa trẻ không may này. Họ ít khi la mắng trách phạt chúng, không phải vì các cô quá hiền, mà bởi họ chẳng quan tâm đến tất cả bọn trẻ. Gần 100 đứa, lẽ nào họ chỉ đối xử đặc biệt với 2-3 em thôi, sẽ không công bằng. Vũ Thanh vẫn giữ thói quen ngồi lặng lẽ trên bậc thềm ngắm nhìn lá và nắng. Dạo gần đây, thằng bé phát hiện những khoảng trắng ngày một nhiều hơn, hệt như tâm hồn trống rỗng của mình. Những đứa trẻ trong viện tò mò về Vũ Thanh, nhưng không mời nó tham gia vào các cuộc chơi, chỉ là vì trong nó thật khác biệt. Trẻ em thường tẩy chay những thứ quá khác chúng. Gương mặt trầm tĩnh, cái mặt lơ đễnh mơ hồ, đầu óc như trôi dẹt về đâu chẳng rõ. Vũ Thanh là như thế, cô độc. Người ta nói, đứa trẻ nào chứa nhiều suy nghĩ trong đầu thì luôn mang dáng vẻ thẫn thờ khác thường. Có cảm tưởng không ai trên thế gian này hiểu chúng muốn gì. Vũ Thanh vẫn không được dạy thế nào là đúng, sai. Nó chẳng hiểu gì cả. Thứ tồn tại duy nhất trong thằng bé chỉ có khoảng trắng là vô hình. Ở trường, Vũ Thanh không có bạn. Chẳng ai sợ nó, nhưng họ không thể đến gần. Vũ Thanh là một chiếc bóng lặng lẽ đi giữa sân trường hay dãy hành lang nhộn nhịp tiếng cười nói đùa giỡn của học sinh. Mỗi ngày đều đặn như một vòng quay cũ rích. Các học sinh khác luôn thấy Vũ Thanh bước đi chậm rãi, mang theo gương mặt thờ ơ vô cảm, đôi mắt xa xăm đầy suy tư, kiểu như cứ mơ mơ màng màng, lơ đỉnh. Thằng bé không quan tâm mọi thứ diễn ra xung quanh. Trường học là một xã hội thu nhỏ, mọi thứ đều có thể diễn ra, từ điều tốt đẹp cho đến điều xấu xa tồi tệ nhất. Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của mấy nữ sinh. Hôm qua tự dưng tao muốn dầm mưa mày ơi. Điên khùng, bộ mày thất tình hả? Tiếng thời gian trôi và những thứ chợt nhiên ngưng động. Ly ca cao đang uống dở rơi cái bịch xuống đất. Thứ chất lỏng màu nâu giấy bẩn cả sàn, hay lời mời thích thú của cậu học sinh dành cho đứa bạn thân. Chiều nay bố mẹ tao đi vắng, đến nhà tao coi phim nhé. Phim con nhỏ lần trước đóng sao? Chán con đó rồi. Thậm chí có những trò bắt nạt hèn hạ của những kẻ thích chèn ép người yếu hơn mình. Ê, hôm nay không có tiền cho bọn tao sao? Đánh nó đi, để chiều tan học xe cứu thương đưa nó về nhà. Và đôi khi là sự va chạm khẽ của hai bờ vai. Một tên nam sinh câu mày khó chịu khi vai Vũ Thanh đập nhẹ vào vai mình. Hắn là dân lưu manh. Khi trong cái bản mặt thờ ơ của thằng bé, hắn tự dưng điên tiết lên, giơ tay đấm thẳng vào bụng đối phương. Đau. Vũ Thanh sờ bụng rồi đưa mắt nhìn. Tên nọ cười nhếch mép, nói câu thách thức. Và rồi nó lao vào đánh nhau với hắn. Vũ Thanh bỗng chốc trở thành học sinh cá biệt, không phải kẻ thích gây chiến, chỉ là khi ai đó thách thì thằng bé sẽ đánh. Đơn giản, nó chưa được dạy thế nào là đúng sai. Mới tốt nghiệp ra trường, tròn 20 tuổi,
Dương Đan là một trong số ít giáo viên trẻ tuổi nhất của trường y. Cô được xếp vào lớp 7A3 dạy môn văn. Dương Đan rất được học sinh yêu mến vì vẻ ngoài xinh xắn, tính tình dịu dàng, chân thành. Giờ dạy văn trong lớp luôn sinh động vì khiếu hài hước của cô. Và từ lần đầu tiên bước chân vào lớp, cô giáo trẻ này đã đặc biệt chú ý đến một em nam sinh kỳ lạ. Thường ít tập trung vào bài giảng, không bao giờ giơ tay phát biểu, mắt luôn dán chặt vào cuốn sách giáo khoa, thỉnh thoảng hướng cái nhìn mơ màng ra bên ngoài. Vũ Thanh hoàn toàn tách biệt với các bạn trong lớp, với dáng vẻ trầm tư lơ đễnh, dường như lúc nào cũng chứa đầy suy nghĩ, khiến Dương Đan cảm thấy hiếu kỳ về thằng bé. Nhiều lần đang giảng bài, Dương Đan chợt đặt ra một câu hỏi và không chần chừ gọi tên Vũ Thanh. Thằng bé có chút giật mình vì mãi mơ màng ở tận đâu, chậm rãi đứng dậy nhìn cô giáo trẻ. Nó lúng túng vì không biết phải trả lời thế nào. Đối diện, Dương Đan cười gượng gạo bởi nhận ra mình đã vô tình gây khó xử cho học trò. Thực chất, Dương Đan chỉ muốn hiểu thêm về Vũ Thanh nên đã khéo léo đặt câu hỏi gợi chuyện. Nhưng những lần như thế đều thất bại vì nó không bao giờ trả lời được nhiều ngoài mấy âm từ vâng, dạ hoặc cái gật đầu mơ màng. Thỉnh thoảng, Dương Đan bắt gặp Vũ Thanh lặng lẽ ra về một mình. Dù xung quanh có vô số học sinh cười đùa, hay những lúc vào giờ ra chơi, cô thấy thằng bé vừa đi vừa nghĩ ngợi miên man, gương mặt chẳng chút cảm xúc và đôi mắt mông lung xa xăm. Mỗi ngày đứng im lặng ở góc hành lang, âm thầm quan sát Vũ Thanh, Dương Đan càng thêm tò mò. Cô tự hỏi, rốt cuộc đứa trẻ này đang suy nghĩ gì trong đầu? Để rồi vào một buổi chiều nhạt nắng hôm ấy, Dương Đan đã có thể chạm cửa trái tim Vũ Thanh. Cậu bé vốn che đậy cảm xúc thật của bản thân bằng vỏ bọc cô độc. Cửa mở, Dương Đan ngạc nhiên khi thấy Vũ Thanh đứng bên bàn thầy hiệu trưởng. Trong phòng giáo viên chỉ có duy nhất một mình thằng bé, và vẫn như thế, nó lại nhìn ra cửa sổ bằng ánh mắt mơ màng. Thoáng lưỡng lự, Dương Đan tiến đến gần rồi lên tiếng thật khẽ từ phía sau lưng Vũ Thanh. Sao em lại ở đây? Sực tỉnh, Vũ Thanh liền quay qua và bắt gặp nụ cười dịu dàng của cô giáo trẻ. Em bị phạt. Về chuyện gì? Đánh nhau. Đánh nhau? Làm thế là không tốt. Cô thấy em không giống học sinh cá biệt. Vì bạn đó thách em. Dương Đan khó hiểu trước câu trả lời từ cậu học sinh. Chỉ thế thôi à? Lần này đến lượt Vũ Thanh nhìn Dương Đan với vẻ ngập ngừng và lúng túng. Em không biết, bạn ấy nói rằng thử đánh tao một cái đi, mày không phải thằng chết nhát đúng không? Em nghe vậy và đã làm theo. Dường như bắt đầu nhận ra điều gì đó rất tồi tệ trong người Vũ Thanh, Dương Đan liền đặt tay lên vai thằng bé, lo lắng hỏi. Em không ý thức được những hành động của mình ư? Lặng im vài giây, đôi mắt Vũ Thanh phản chiếu rõ nỗi buồn bã. Lúc nhỏ em thuận tay trái, nhưng mẹ không thích và bảo em hãy tập làm mọi thứ bằng tay phải. Em không hiểu vì sao lại thế, hay vì mẹ thường mỉm cười hài lòng khi em cầm cuốn sách tiếng Anh lên học, dù bà biết em rất ghét môn đó. Em cũng không hiểu. Và người lớn nghĩ em mắc bệnh tự kỷ chỉ vì em hay ngồi yên lặng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Em chẳng rõ mình phải tiếp xúc với họ thế nào, kể cả bạn bè. Em không biết nên nói chuyện gì để các bạn có thể hiểu. Em luôn tự hỏi, làm gì mới gọi là đúng, làm gì mới gọi là sai. Khi ai đó bảo em hãy ngừng hành động ấy, thì em sẽ ngừng. Hoặc khi ai yêu cầu hãy làm, em sẽ làm, dù em thật sự không hiểu ý nghĩa của những điều đó. Lắng nghe từng lời nói thật lòng của Vũ Thanh, Dương Đan hoàn toàn bất động. Cô chẳng thể tưởng tượng nổi một học sinh cấp 2 lại không hề có ý thức về những hành động mình đang làm, ngoài việc luôn nghe theo người khác như con rối. Giờ cô đã phần nào hiểu lý do vì sao Vũ Thanh thường tách biệt với các học sinh khác, cũng bởi nó không thể nhận ra mối liên kết giữa mình với cộng đồng xã hội. Mà cụ thể ở đây là trường lớp, bạn bè thầy cô, những người xung quanh. Thầy cô nói em là học sinh cá biệt, đó là xấu à? Hình như họ không thích đánh nhau nên cấm học sinh. Em luôn bị phạt mỗi lần đánh nhau. Câu nói nhỏ xíu nhưng có phần nặng nề phát ra từ miệng Vũ Thanh
khiến lòng Dương Đen xuất hiện sự thương cảm sâu sắc. Trong phút chốc, cô giáo trẻ thấy tội nghiệp và muốn chở che giúp đỡ thằng bé. Không nói gì, bàn tay cô siết chặt vai nó. Đúng lúc cửa phòng mở, một thầy giáo đeo kính thò đầu vào, cất giọng vang vang. Cô giáo Đen, nhờ cô lấy giúp bìa hồ sơ môn văn trên tủ. Tôi bận chút chuyện, lát sau sẽ quay lại. Cảm ơn cô trước. Dương Đen mỉm cười với thầy giáo xong, liền nhìn qua Vũ Thanh. Em chờ cô lấy hồ sơ, rồi chúng ta tiếp nhé. Nhanh chóng xoay lưng đi về phía chiếc tủ kính, Dương Đen đưa ngón tay lướt qua một lượt mấy bìa hồ sơ đủ màu chất trên chiếc kệ cao ngất. Không mất quá lâu để cô tìm ra thứ cần tìm. Nhón chân, cô cố gắng dế tay lên thêm chút để lấy bìa hồ sơ. Và vào lúc đó, Dương Đen hết sức ngạc nhiên khi bàn tay của một cậu bé đã cầm tấm bìa dày cồn ấy xuống. Mau chóng quay qua bên cạnh, cô tròn xoe mắt bởi thấy Vũ Thanh đứng trên ghế, hai tay đưa hồ sơ về phía mình, vẫn là gương mặt bình thản có chút lơ đễnh. Cảm ơn em. Dương Đen đón lấy, mừng rỡ. Em đã làm một việc rất đúng. Dạ, Vũ Thanh hỏi, đôi mắt cứ mơ màng. Không phải em thấy cô gặp khó khăn nên em muốn giúp ư? Giúp đỡ người khác là việc tốt. Em đã hành động đúng, rất đáng khen. Dương Đen cười thật tươi. Tại sao giúp đỡ lại là đúng? Vì em giúp họ vượt qua khó khăn. Khi em cố gắng giúp một ai đó, họ không phải gặp khó khăn nữa và sẽ cảm thấy vui. Đấy chính là đúng. Em nên làm như vậy. Đối diện, cái nhìn của Vũ Thanh không còn lơ đễnh nữa, mà phản chiếu một dòng suy nghĩ mới mẻ nào đó. Thằng bé thấy việc này thật lạ. Đây có phải là bài học đầu tiên của nó không? Giúp đỡ người khác là đúng và nên làm. À, Vũ Thanh! Dương Đen chợt gọi tên cậu học sinh một cách nhẹ nhàng. Nếu được, từ giờ em hãy để cô giúp em tìm hiểu về thế giới xung quanh, cũng như biết thế nào là đúng sai, cái gì nên làm và không nên làm. Con người là một sinh vật yếu đuối. Họ luôn trốn tránh mọi thứ vì họ sợ tất cả. Và con người thường bắt nạt kẻ yếu hơn mình. Tại sao? Có một điều kỳ lạ bên trong những kẻ hay bắt nạt người khác. Đứa trẻ B bị đứa trẻ A bắt nạt. Thay vì trả đũa A thì B lại bắt nạt đứa trẻ C. Bởi vì B thấy C yếu đuối hơn mình. Dường như trong suy nghĩ của những đứa trẻ bị bắt nạt đó, không muốn mình trở thành kẻ bị chèn ép suốt đời. Nó sợ và nó phải tìm người khác yếu hơn để bắt nạt và chứng tỏ bản thân có quyền làm chủ. Điều ấy được gọi là chạy trốn. Nhưng vấn đề khác được đặt ra ở đây. Liệu thế giới bạn thấy chỉ tồn tại duy nhất những thứ tệ hại như vậy thôi sao? Yếu đuối, bắt nạt, trốn chạy. Câu trả lời dĩ nhiên là không. Dương Đen gấp quyển sách lại, rồi nhẹ nhàng nhìn sang Vũ Thanh, nãy giờ chăm chú lắng nghe từng câu mình vừa đọc lớn, ân cần hỏi. Em hiểu những lời vừa rồi chứ? Dạ, chút ít ạ. Gãi đầu, Vũ Thanh đáp ngập ngừng. Vậy em hiểu gì? Là không nên bắt nạt người yếu hơn mình, vì người đó sẽ lại tiếp tục bắt nạt kẻ khác. Đó là điều rất kinh khủng. Đặt sách xuống bàn, Dương Đen khoanh tay và hơi chồm người về phía thằng bé. Cũng gần như vậy, chủ yếu tác giả muốn đề cập đến vấn đề bạn thấy thế giới xung quanh bạn diễn ra những điều gì, toàn xấu xa tệ hại ư. Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả của cuộc sống rộng lớn này. Bạn đừng sợ hãi và đừng chạy trốn. Hướng cái nhìn mơ màng vào Dương Đen, Vũ Thanh chợt hỏi. Có thật, con người thường sợ hãi và trốn chạy? Vì rốt cuộc, con người vẫn là sinh vật yếu đuối. Vậy thì con người thật đáng thương. Chắc hẳn họ luôn cần thứ gì đó có thể giúp họ trở nên mạnh mẽ. Câu nói kỳ lạ của Vũ Thanh khiến Dương Đen thoáng bất động trong giây lát. Dễ như cô nhận ra đứa trẻ này mang những suy nghĩ không tầm thường chút nào. Trẻ em như một tờ giấy trắng. Chúng cần phải được dạy về mọi thứ, không phải chỉ trong phạm vi đúng sai. Mọi thứ ở đây là nhận thức về cuộc sống xung quanh. Dương Đen nhìn ra cửa sổ. Trời đang mưa. Cái gì tạo nên mưa?
vì sao có sấm sét, hoa nở như thế nào, quá trình quang hợp của cây cối hay quá trình phát triển của bướm. Rất rất nhiều thứ mà người lớn nên có trách nhiệm chỉ dạy trẻ em về âm nhạc, văn chương, cách ứng xử, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cuộc đời là quá trình học hỏi không ngừng nghỉ. Sao con người phải học nhiều thế à? Vũ Thanh nhún vai. Dương Đan nhìn cậu học trò ngây thơ đang tròn xoe đôi mắt, mỉm cười trả lời. Để hiểu biết, để hành động đúng và để trở nên dũng cảm hơn. Khi có tri thức, con người sẽ biết cách vượt qua nghịch cảnh, đối diện với những khó khăn mất mát. Họ không sợ hãi nữa mà sống lạc quan hy vọng. Tuyệt! Vũ Thanh reo ca. Em nhất định sẽ học hết mọi thứ. Cứ từ từ, em còn nhỏ, thời gian còn dài để tìm hiểu thế giới quanh mình. Dạ, em muốn mình trở nên dũng cảm, bản thân phải mạnh mẽ thì mới có thể yêu thương người khác. Trong gương mặt rạng rỡ cùng đôi mắt nhắm tịch của Vũ Thanh, Dương Đan cảm giác mình vừa học hỏi thêm một điều mới mẻ. Một cách dịu dàng, cô ôm thằng bé vào lòng và nó cũng nằm trong vòng tay cô với dáng vẻ bình yên, thanh thản. Khoảng thời gian đó, Dương Đan và Vũ Thanh trở nên vô cùng thân thiết. Đặc biệt là Vũ Thanh, thằng bé được học hỏi về rất nhiều thứ tuyệt vời mà từ trước đến giờ nó chưa từng biết. Nó cảm thấy cuộc sống mỗi ngày đều mới mẻ, thế giới đẹp đẽ như bừng sáng trước mắt, kỳ diệu, lạ lùng. Lần đầu tiên, Vũ Thanh nhận ra mình đang sống. Nó đã có thể hiểu lý do mình tồn tại, không phải vô hình, không phải là khoảng trắng cô độc. Cô ơi, cô xem em đạt điểm 10 môn toán. Vũ Thanh mở trang tập có con số 10 đỏ chói, hớn hở khoe thành tích. Giỏi lắm. Dương Đan vỗ vào đầu cậu học trò nhỏ. Không khéo, cuối năm nay em sẽ đạt thành tích học sinh giỏi đấy. Nhắm tịt mắt, Vũ Thanh cười rạng rỡ. Như một thói quen không thể bỏ, cứ mỗi lần có gì vui hoặc buồn là thằng bé đều tìm đến Dương Đan chia sẻ. Nó biết cô sẽ luôn lắng nghe mình. Dường như cô giáo trẻ trở thành ánh sáng, dẫn lối cho đứa trẻ từng không biết thế nào là đúng sai, không biết cái gì nên làm và không nên làm. Những học sinh khác dần dần phát hiện ra sự thay đổi kỳ lạ của Vũ Thanh. Chẳng còn dáng vẻ đầy suy tư thản nhiên hay cái nhìn mơ màng lơ đễnh nữa. Thay vào đó là một học sinh bắt đầu biết cười nói vui vẻ. Hiển nhiên mấy trò đánh nhau cũng mau chóng biến mất. Cái danh từ học sinh cá biệt hoàn toàn không tồn tại nữa khi Vũ Thanh lên lớp 8. Mỗi chiều tan học, Vũ Thanh vẫn thường nán lại trường chốc lát để chờ Dương Đan. Sau đó, hai cô trò vừa rảo bước đi về, vừa kể cho nhau nghe chuyện vui buồn trong ngày. Mặc dù không còn dạy Vũ Thanh, nhưng Dương Đan vẫn theo dõi thằng bé và cô biết những sự cố gắng của nó. Thỉnh thoảng, cô giáo trẻ đến cô nhi viện mái ấm thăm Vũ Thanh. Nhiều lần như vậy, các cô trong viện quen mặt Dương Đan. Và những ngày nắng ấm, Vũ Thanh rủ Dương Đan lên sân thượng trường sưởi nắng. Khi đứng ở giữa sân, giang hai tay và nhắm mắt, cảm nhận làn gió thổi nhẹ nhẹ qua da thịt, Vũ Thanh cảm nhận rõ niềm vui sống trỗi dậy mãnh liệt. Thằng bé thích nhìn thấy ánh nắng trải màu lên mọi vật, lên mái tóc mượt mà của Dương Đan hay lên cơ thể của chính mình. Tình thương và tình yêu nuôi dưỡng từng giây phút êm đềm của hai con người được gắn kết với nhau bởi định mệnh. À, có những khoảnh khắc tôi đã mỉm cười vì nhận ra mình vẫn sống. Sống chứ không phải chỉ tồn tại. Em yêu cô. Dương Đan suýt đánh rơi chồng giáo án khi nghe chất giọng Vũ Thanh thật rõ vang lên trong đêm tối. Khi con đường vắng vẻ chỉ còn những làn gió nhẹ nhàng và ánh sáng leo loét tỏa ra từ ngọn đèn mang kiến trúc cổ, phải mấy phút sau cô mới chậm rãi nhìn về phía cậu học trò đối diện. Vũ Thanh cũng hướng ánh mắt đầy kiên quyết lẫn mạnh mẽ vào cô, như muốn khẳng định lần nữa câu nói ban nãy của mình. Hôm nay có phải ngày cá tháng tư đâu nào? Dương Đan buồn cười. Nếu cô không tin, em sẽ nói lại. Vũ Thanh cất tiếng lớn hơn. Em yêu cô. Nụ cười trên môi nhạt dần, Dương Đan trở nên im lặng. Rõ ràng, cô biết
thằng bé này không đùa. Em từng hứa với bản thân cố gắng thi đậu vào trường đại học luật, vì khi ấy em sẽ bày tỏ tình cảm với cô. Hơi cúi đầu, Vũ Thanh nói khẽ khàng, hệt như giải bày hết tâm sự cho đối phương nghe. Bây giờ hắn 19 tuổi, đã lớn, không còn là đứa trẻ mới ngày nào chỉ đứng đến vai Dương Đen. Thời gian trôi qua là 5 năm, quãng thời gian đủ lâu để trái tim hắn khắc sâu hình ảnh người con gái đã giúp mình vượt qua bóng tối cô độc. Đừng như vậy, còn quá sớm để em hiểu thế nào là tình yêu. Cuối cùng, Dương Đen cũng đáp lời Vũ Thanh. Em đang ngộ nhận cảm giác của mình. Không, em hiểu mình muốn gì. Tình cảm em dành cho cô không như xưa nữa. Cô có thể dễ dàng nhận ra điều ấy, đúng chứ? Chỉ là cô không thừa nhận sự thật. Mọi chuyện không đơn giản chỉ là thừa nhận hay không. Cô đang trốn tránh tình cảm của em. Là gì? Tuổi tác, dư luận, lời đồn. 9 tuổi, đó chẳng hề là con số to tát. Vũ Thanh à, em sẽ tìm được người con gái khác tốt hơn cô rất nhiều. Hãy từ bỏ cảm xúc mới hình thành này kể từ bây giờ. Tại sao? Không phải cô dạy em phải luôn thành thật với cảm xúc của mình ư? Bởi vì cô mắc bệnh S.